Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phông nền với lại React cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 20 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng CSS ở trong cái thằng React. Thì ở bữa trước là cái buổi 19 thì tôi đã hướng dẫn các bạn demo sử dụng cái kiểu inline style ở trong thằng React và tôi đã hướng dẫn các bạn chạy lên được cái giao diện như vậy. Thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng CSS ở trong cái ứng dụng React của chúng ta. Thì khi mà chúng ta init ra một cái đồ z thì nó sẽ khởi tạo ra một cái function là app này. Và trong cái app function này thì nó sẽ import ra một cái file là app.cs như vậy. Thì trong cái file app.cs này thì chúng ta sẽ đi định nghĩa ra mấy cái class name và sau đó chúng ta sẽ viết code CSS mấy cái thuộc tính ở trong cái class name đó để mà apply cho cái style mà chúng ta mong muốn này. Đó. Thì ở trong cái file component của chúng ta là cái component app này, chẳng hạn như là ở một chỗ một cái element nào đó mà chúng ta muốn sử dụng cái thuộc tính CSS thì chúng ta sẽ gọi cái class name này, tiếp theo chúng ta sẽ bằng với lại cái tên của cái class mà chúng ta đã định nghĩa ở bên này. Đó, thì ở đây là một cái ví dụ về cái kiểu sử dụng CSS này. Đó, thì tương tự các bạn cũng có thể tự tạo ra mấy cái file CSS khác và các bạn tự định nghĩa ra mấy cái class name của các bạn để các bạn sử dụng. Đó, tương tự thì các bạn cũng import mấy cái file CSS của các bạn vô và sau đó thì các bạn cũng gọi tương tự như cái class name này. Đó. Thì bây giờ chẳng hạn như là cái file app này, bây giờ chẳng hạn như là tôi không xài mấy cái class name này nữa và tôi sẽ tự đi tạo ra mấy cái class name của riêng tôi và tôi apply cho cái component này của tôi chẳng hạn. Rồi cái chỗ này thì tôi sẽ bỏ đi này. Đó. Ở đây chẳng hạn như là tôi sẽ có một cái thẻ div nữa này. Rồi trong thẻ div này tôi sẽ có cái class name này. Tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là class name. Chẳng hạn như là tôi có cái container đi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi định nghĩa mấy cái class name container bên này. Tôi sẽ bắt đầu với lại cái dấu chấm này. Tiếp theo là tên class này. Rồi tiếp theo là mở cái dấu ngoặc nhọn ra này và tôi sẽ viết cái code để mà implement mấy cái style của tôi này. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó cái width này. Tôi sẽ cho nó auto này. Tiếp theo tôi sẽ cho nó cái height này. Thì tôi sẽ cho cái height là 100% height, tức là bằng với lại cái chiều cao của cái trình duyệt này. Tiếp theo chẳng hạn như tôi sẽ cho nó cái background color chẳng hạn. Thì tôi sẽ cho nó cái mã màu này. Thăng này, E6 này, B6 này, C4 này. Đó, tôi sẽ cho nó cái màu hồng hồng như vậy. Rồi tiếp theo tôi nitro say này. Đó, rồi bên cái file app.js này, tôi sẽ chuyển cái thẻ H1 này lên trên luôn. Tôi sẽ chuyển cái thẻ H1 vô đây như vậy. Đó. Rồi theo tôi nitro say này. Rồi, bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Đó, thì bây giờ cái trang giao diện của tôi bây giờ nó thay đổi như vậy. Đó. Thì ở cái chỗ này nó có một cái phần khoảng trắng này. Thì cái khoảng trắng này là do cái thẻ body này này. Đó. Thì tôi cần phải chỉnh cái style cho cái thẻ body này. Thì để chỉnh style cho thẻ body thì tôi sẽ chỉnh như sau. Thì ở cái file app.cs này, chẳng hạn như ở đây tôi sẽ có một cái gọi là common style đi. Đó, tôi sẽ ghi chú ở đây là common style này. Tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ body này. Thẻ body này tôi sẽ cho nó cái margin top. Tôi sẽ cho margin top là -20 pixel chẳng hạn. Rồi tiếp vô size này. Đó thì các bạn thấy nó chỉnh lại cho tôi này. Đó thì nó vẫn còn một chút khoảng trắng nữa, chẳng hạn như tôi sẽ cho là 21 pixel chẳng hạn. Đó thì các bạn thấy là cái khoảng trắng ở bên trên này nó đã không còn nữa này. Đó thì đây là một cái container này, cái class container là một cái ví dụ về cái sử dụng CSS ở trong cái thằng React project này. Đó. Đó thì tương tự thì các bạn cũng có thể tự define ra mấy cái class name khác và các bạn apply cho các phần tử
khác bằng cách là chúng ta sẽ gọi cái class name ở trong cái phần tử đó, và chúng ta sẽ truyền vô cái tên class mà chúng ta đã define bên này. Đó, tương tự thì các bạn có thể áp dụng. Đó, thì như vậy hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm demo về cách sử dụng cái thằng CSS ở trong một cái dự án đồ Z sử dụng cái công nghệ nào React. Đó, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.